Chương 1021. Lúc này, cảm giác như có địa chấn, núi non rung chuyển, những tảng đá khổng lồ bay tứ tung. Một màu vàng hoang vu nhanh chóng lan tỏa dưới chân Lâm Động với tốc độ kinh người. Ngọn núi vốn dĩ rậm rạp nhanh chóng khô héo, một cảm giác hoang vu bao trùm toàn bộ không gian. Sự thay đổi kinh người này lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Sắc mặt họ kịch biến, trong mắt tràn ngập sự không thể tin, vì họ mơ hồ cảm nhận sức sống trong đại địa lúc này chui xuống đất rồi tụ về một hướng. Ánh mắt đổ dồn về hướng đó. Ở đó, thanh niên đứng sang tay, thân ảnh gầy gò dường như có sức mạnh lưng cả bầu trời. Đó là mấy người Đường Tâm liền kinh ngạc nhìn đại địa, họ cảm chi nhắc sắc bén, nhận ra luồng sức mạnh cuồng bạo bên dưới lòng đất đang nhanh chóng chảy vào thân ảnh kia. Hắn có thể hấp thụ năng lượng đại địa, thứ võ học thật bá đạo. Ánh mắt Đường Tâm liền rực cháy nhìn Lâm Động. Người thanh niên này tuổi tác dường như tương tự nàng, ban đầu mới gặp còn có thể thấy bình thường, nhưng trong sự bình thường đó ẩn chứa vô số bí ẩn khiến người ta không thể thấu. Châu Trạch gật cù, hắn cúi đầu chạm xuống đất, khí tức hoang vu tỏa ra khiến hắn có cảm giác quay về thời kỳ hồng hoang viễn cổ, không biết có thể chống lại hỏa thần không. Ui, đỉnh núi nơi Lâm Động đứng đột ngột lứt ra thành vô số rãnh sâu, từ dưới đó bắn lên luồng năng lượng cuồng bạo đánh tan cả tầng mây trên không trung. Quanh người Lâm Động lúc này, năng lượng hùng hồn tụ lại, không khí dường như biến dạng cả. Mức độ hùng hồn của luồng năng lượng khiến cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng cảm thấy nặng nề. Lúc này, nếu như nhìn trên trời cao xuống, nhận thấy quanh vô lượng sơn trong vòng trăm dặm tất cả đều là trở lên hoang vu. Năng lượng của khu vực này đã bị Lâm Động hấp thụ. Quả nhiên người tu luyện thành công đại hoàng vô kinh của đạo tông. Lụ cười khẩy trên gương mặt hòa thần dần tan biến. Lúc này hắn không thể không thừa nhận Lâm Động có tư cách khiến hắn kèo phải xem trọng. Có điều, người tưởng như vậy ngăn cản được ta sao? Ánh mắt hỏa thần trở nên hung hăng, hai tay kết ấn, cổ họng gầm một tiếng, chỉ thấy trán hắn hiện ra vô số đạo phù văn màu đen, hắc khí lan tỏa cao bầu trời, ngày thêm hắc ám. Vô số người nhìn trận chiến với sự chấn động khó lòng che giấu, chả ai ngờ được tranh bá chiến lại đến mức này. Tầng thứ này đừng nói là người trẻ tuổi đệ tử, ngay cả cường giả đời trước ít người đạt tới được. Đáng chết, khí tức hỏa thần lại mạnh hơn, Đường Tâm liền kìm không được cắn môi, cả hai đều là liều mạng. Châu Trạch cười khổ, lúc này cả hai không thể rút lui, hai con hổ đấu nhau nhất định phải có kẻ thắng. Vẫn chưa đủ, Lâm Động từ từ đưa tay ra, khẽ nắm lại, năng lượng hùng hồn ngưng tụ nơi bàn tay dường như không gian cũng rung chuyển. Lúc này Lâm Động thấy rằng chỉ cần hắn muốn là có thể đánh một quyền lộ tung một vô lượng sơn. Có điều hắn ngẩng lên đám mây màu đen phía xa, ký tức hỏa thần cũng mạnh hơn, một đòn giải quyết hắn chưa đủ. Đại hoàng vô kinh, hãy thi triển toàn bộ sức mạnh của ngươi đi, để danh tiếng của người vàng dội khắp loạn ma hải này. Lâm Động cong người, vỗ mạnh hai tay xuống mặt đất, rầm rầm, cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội. Uỳnh uỳnh. Vào khoảng khắc ấy, Lâm Động đánh hai trường xuống, một luồng năng lượng mạnh mẽ vô cùng lan tỏa bàn tay hắn. Tất cả mọi người nhìn thấy sự hoang vu vốn đang dừng lại bỗng lan tỏa nhanh chóng. 100, 200, 300, 500 dặm. Khi thực lực Lâm Động tăng đến uy lực của đại hoang vô kinh bất giác đạt tới mức kinh người. Khi ở dị ma thành, Lâm Động dùng đại hoang vô kinh nhiều nhất chỉ hoang vu phạm vi trăm dặm, nhưng diện tích bây giờ đã tăng gấp mấy lần. Sự hoang vu điên cuồng lan rộng, cuối cùng dần dừng lại. Đến khi nó hoàn toàn dừng lại thì 800 dặm quanh vô lượng sơn biến thành một cái vùng hoang vu khô. Khí tức hoang vu dâng lên, ngay cả đám hắc khí cũng bị đẩy lui dần. Răng rắc, Lâm Động chậm chậm đứng dậy, vết rạn nứt từ dưới chân hắn lan tỏa xung quanh, chớp mắt đã phủ đầy đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu nhìn hỏa thần vẻ mặt khó coi, Lâm Động nhếch mép cười lạnh, gào. Thanh quang chói lòa cuộn trào trong người Lâm Động, ngay sau đó tiếng long ngâm chấm động vang lên. Rồi vô số người kinh hãi thấy rất nhiều đạo hòa văn thanh long bay từ người Lâm Động với tốc độ kinh người. 10, 50, 100, 200, 300, 300 con thanh long quấn quanh người Lâm Động. Một cái làn sóng năng lượng nhìn qua bằng mắt thường lan tỏa khiến cho đại địa sụp đổ. 300 đạo. Đường Tâm Liên Châu Trạch nhìn Lâm Động được bao quanh bởi thanh long, ánh mắt chấn động. Trước đó Lâm Động chỉ gọi 50 đạo đã khiến cho họ cảm thấy sự hủy diệt đậm đặc, khốn khiếp. Đồng tử hỏa thần còn lại, hắn cảm nhận cảm giác chết chóc từ 300 con thanh long đó. Từ tu cùng ra tay. Tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cuối cùng hỏa thần vẫn hô lên,
Hắn biết Lâm Động dùng hết sức để liều, một mình hắn rất khó chống cự. Từ tôi bên cạnh, ánh mắt lúc này đầy ngưng trọng và chấn động. Hắn nhìn Lâm Động kìm không được nổi điên. Ta đã nói là cùng ra tay giết hắn cho xong, tên tiểu tử này không đơn giản. Tuy vậy nhưng từ tôi cũng hiểu tình hình lúc này, nắm tay lại cả thân hình nhanh chóng đen xì, một thứ năng lượng âm u lan tỏa. Lâm Động từ từ bay lên không, sâu trong mắt hắn hình thành thanh long. Rồi hắn nhìn về phía hai kẻ địch, giơ bàn tay lên rồi nói nhẹ: đi. Gào, tiếng long ngầm vang vọng, tất cả mọi người ra đầu tê dại, nhìn thấy 300 con thanh long đều là lao tới. Ngay sau đó cả ngọn vô lượng sơn bắt đầu lộ tung. Chương 1022 phá kính. Gào, tiếng long ngầm kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời, thanh quang lấp lánh lan tỏa. 300 con thanh long cùng với nguồn năng lượng hùng hồn nào vun vút tới. Ầm ầm, nơi thanh quang đi qua, từng ngọn núi bắt đầu sụt nở với tốc độ kinh người, thậm chí không gian cũng có dấu hiệu biến dạng. Sức mạnh này quả thực là quá khủng khiếp. Trên vô lượng sơn lúc này có vô số thân ảnh bay ngược xa một cách thảm hại, trong mắt mọi người đều phản chiếu hình ảnh của thanh long, sự kinh hãi khó lòng che giấu. Thế công này thực sự một khi thi triển thì kể cả một kẻ sinh huyền cảnh viêm mãn sao? Thật là yêu nghiệt. Một số người nhìn nhau lòng chỉ biết đánh giá như vậy với Lâm Động. Đại thiên la ma thân, ngô ma bất diệt, hòa thân về mặt ngưng trọng nhìn thanh quang đang ngày một tới gần, hô lên một cái tiếng trầm đục. Uầy, hắc quang tá tựa như thủy triều tràn ra từ ngôi hòa thân, thân thể hắn phình to, trong mấy giây biến thành một cái ma ảnh hàng trăm trượng, tiếng gầm rú vang vọng giống như dị ma xuất hiện. Thôn diệt ma tượng. Đúng lúc này từ tu lập tức hét lên, không gian sau hắn như có bàn tay khổng lồ xé tan. Một cái con ma tượng khổng lồ đầy quỷ dị bước ra, ma tượng không có mặt chỉ là ở trán có một cái xoáy đen quỷ dị khiến người ta lạnh gáy. Hai người bọn hỏa thần lúc này đã dùng tới thủ đoạn cuối cùng. Lâm Động đứng trên không trung, đôi mắt thành lòng nhìn về hai kẻ đó, bàn tay siết chặt. Thành lòng trấn ma, tiếng hô trầm thấp tựa như lòng ngầm vang lên. 300 con thanh long lập tức tụ lại biến thành một cái long chảo hàng ngàn trượng. Trên long chảo phủ đầy vảy rồng, tỏa ra thứ áp lực đáng sợ. Lúc này cảm giác giống như có cự long thực sự rạch tan không gian tới trời đất này. Thế công này không hề xa lạ, lần nó ở dị mà thành. Khi mà thanh chỉ rạch tan không gian ngăn cản ba tên nguyên môn cũng đã dùng chiều tương tự. Chứ có điều long chảo mà thanh chỉ dùng uy lực mạnh hơn Lâm Động hơn nhiều. Đương nhiên đối thủ của Lâm Động lúc này cũng không mạnh như bà tên của Nguyên Môn. Tuy nhiên hắn có lòng tin sớm muộn có ngày hắn có thể dựa vào sức mình đánh bại bà bọn Nguyên Môn đã coi thường hắn. Uỳnh, lòng trào ngưng tụ xé tan không gian, rồi trước vô số ánh mắt chấn kinh đập thẳng xuống hai người bọn hỏa thần. Gào, ma ảnh ma tượng đồng thời gầm lên chói tai, hắc quang cuồn cuộn bùng phát với cái khí thế kinh người. Cuối cùng trước vô số ánh mắt chăm chú cả trong lẫn ngoài vô lượng kính lao thẳng vào nhau. Nhưng cái cú va chạm kinh người đó không hề phát ra thứ âm thanh kinh thiên nào. Tất cả mọi người càng mắt lên chỉ thấy được thanh quang và hắc quang mù mịt. Trong hỏa phiêm thanh, tấm gương hàn vạn trượng bị quang mang và hắc quang lan tỏa mù mịt. Bất cứ cảnh tượng nào cũng không thấy gì nữa. Hơn nữa mọi người đều cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng cuồng bạo đang xung kích tấm gương, khiến nó có từng đợt gợn sóng. Trong viêm thần điện, Mana nhìn vô lượng kính gương mặt đầy kinh dị lẩm bẩm: vô lượng kính sắp bị phá, cuộc chiến thật đáng sợ. Cái gì? Đại trưởng lão bên cạnh giật thót. Trưởng lão vừa dứt lời, bầu trời tối sầm, trên vô lượng kính xuất hiện vô số đường rạn nứt. Vết rạn nứt đúng là nhanh chóng lan rộng, từ những cái kẽ nứt bắn ra thanh quang và hắc quang chói lòa. Vô lượng kính sắp vỡ. Mọi người nhận ra điều đó lập tức lên tiếng kinh ngạc. Không ít người kinh dị nhìn vô lượng kính vội vàng lùi ra xa. Cả hóa viêm thành trở nên hỗn loạn, trong vòng ngàn trượng quanh vô lượng kính chỉ trong vài giây đã không còn bóng người. Răng rắc, vết rạn nứt càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng khi một vết rạn chạy tới viền vô lượng kính thì vô lượng kính lộ tung trước bao ánh mắt chấn kinh. Mọi ánh mắt lúc này dường như mất đi tiêu cự trước hai thứ ánh sáng xanh đen. Thế giới vốn nhiều màu sắc giờ chỉ còn lại hai màu. Nhưng mọi người nhanh chóng
thấy cái tầm mắt rõ ràng khi tất cả nhìn thấy gần như đồng thời nhìn vào trung tâm. Trong vùng trung tâm tòa thành còn có mù mịt thanh quang khiến mọi người không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đột nhiên vô số thân ảnh xé gió vọng ra, mọi người kinh ngạc nhìn vài thân ảnh thảm bại bay ra từ trong vùng sáng. Đó là những người vào trong vô lượng kính. Tất cả cùng ngổ lên khi thấy những thân ảnh kia. Phụt, lúc này có ba tia sáng bắn ra, thân hình kẽ động đáp xuống tòa nhà. Nhìn kỹ thì thấy là Đường Tâm Niên, Châu Trạch và Mộ Linh San. Ba người bọn họ không để tâm nhìn vào ánh mắt xung quanh. Bọn họ nhìn thấy lời phát ra ánh sáng. Với ánh sáng căng thẳng, cả tòa thành bỗng chốc yên lặng. Tất cả đều là căng thẳng nhìn ánh sáng đó tan đi. Họ rất muốn biết cuộc chiến đấu khiến cho cả vô lượng kính vỡ tan rốt cuộc kết quả thế nào. Ánh sáng cuối cùng tản đi, cảnh tượng dần hiện rõ trước mặt mọi người. Đập vào ánh mắt mọi người đầu tiên là cái hố to ngàn trượng, một cái công trình kiến trúc đều là bị tàn thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến không ít người da đầu tê dại, cũng may không bị kéo vào, nếu không thì xui xẻo. Nhìn đằng kia kia, bỗng có người kêu lên. Nhìn vào hướng đó thì thấy trung tâm hố là ba thân ảnh đang quay vào nhau. Ba người này chính là nhân vật chính của tranh bá chiến, cũng là nguyên nhân khiến cho vô lượng kính vỡ tan. Không phân thắng bại sao? Mọi người thấy ba người cứ đứng không hề động đậy, vẻ mặt ai cũng kinh ngạc. Sao lại thế? Mấy người Đường Tâm Niên kinh ngạc nhìn tới mức này không phân thắng bại sao? Trong Viêm Thần Điện, mà là nhìn ba người trong hố, khóe miệng nhếch lên cười như chút được gánh nặng. Đúng là chẳng cách trai cư. Ngay lúc ấy mọi người ở trong Hỏa Viêm Thành kinh hoàng, nhìn thấy hai cột huyết quang bắn ra từ người hỏa thần và tự tu. Rồi bọn chúng đổ ập xuống. Bịch. Hai cơ thể đổ ập xuống đất. Âm thanh trầm đục khiến cho cơ mặt tất cả mọi người trong thành phải co giật. Mọi người nhanh chóng nhìn sang người thanh niên với ánh mắt rực cháy, vẫn là đứng vững. Trận chiến kinh thiên động địa cuối cùng đã phân thắng bại. Chương 1023, dịu dàng. Hai thân thể nhuốm đầy máu tươi đổ vật sát đất, bụi bay lên rồi hạ xuống qua ta thanh, chìm trong im lặng. Mái mắt sau khi chấn động trong chốc lát nhìn về thân ảnh duy nhất trong hố, không ít ánh mắt đều là có vật ngưng trọng và khâm phục. Họ biết để chiến thắng được hai kẻ kia cần hy sinh nhiều thế nào. Ở Loạn Ma Hải lúc này, người trẻ tuổi làm được tới mức này cũng chỉ có kẻ biến thái là Lâm Động này mà thôi. Thắng thật rồi, thật là lợi hại. Ánh mắt Châu Trạch có chút hoảng hốt nhìn bóng lưng kia, hít sâu một hơi. Lúc này kiêu ngạo như hắn cũng không thể không khâm phục Lâm Động. Chỉ là khi đã giao đấu với hỏa thần từ tu mới hiểu được sức mạnh bọn chúng, mà giờ Lâm Động một mình chiến thắng hai người bọn chúng, khả năng đó chẳng ai trong số đệ tử trẻ tuổi của Loạn Ma Hải sánh bằng. Nhãn quan của sư phụ quả rất tốt. Mắt Đường Tâm Niên lóe sáng khi nhìn thân ảnh dưới hố. Giọng nói của nàng lúc này khá nhẹ nhàng, điều này rất hiếm thấy ở nàng. Muội biết nhất định Lâm Động ca sẽ thắng, Mộ Linh San hứng khởi nói. Có lẽ trong ba người chỉ có cô bé nào vẫn tin Lâm Động chiến thắng. Sau này Lâm Động ca là người nổi tiếng nhất Loạn Ma Hải đó. Nếu tả cốt lão nhân của ta Phong Động Thiên biết được, chắc chắn không dám xuất hiện trước mặt huynh ấy. Trên một cái công trình kiến trúc cách đó không xa, Cổ Nhã chút được gánh nặng hi hi cười. Cổ Yên và Cổ Mộng Kỳ nhìn nhau khẽ cười. Họ biết sau trận chiến này thì danh tiếng Lâm Động sẽ là vang dội khắp Loạn Ma Hải. Tuy không biết Lâm Động ở Đông Huyền Vực có thân phận thế nào, nhưng chắc chắn sau chuyện này gây lên một cái chấn động rộng lớn. Nam nhân bước ra từ Đông Huyền Vực khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy chấn kinh. Hỏa Viêm Thành yên lặng lúc lâu, bỗng có tiếng ai đó reo hò, cả tòa thành bùng nổ trong tiếng reo hò. Trận chiến đặc sắc này đủ thuyết phục bất cứ ai. Trong tiếng hò reo vang dậy khắp đất trời, thân ảnh kia khẽ động đậy, bắt đầu hò sù sụ, máu tươi bắn ra tung tóe, rồi hắn bịt lại bằng tay, gương mặt trắng bệch. Thực sự rất khó đối phó. Lâm Động nhìn hai kẻ trước mắt, không kìm được cười khổ. Hắn nhận thấy nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao gần cạn kiệt. Đó của hắn bắt đầu cảm giác quay cuồng, muốn nhấc chân lên nhưng mà thân thể không thể điều khiển được mà loạng choạng ngã ra. Nhưng Lâm Động cuối cùng không ngã ra đất một cách thảm hại. Dường như hắn thấy trước mặt lóe lên tia hồng quang, rồi cảm giác cơ thể ngã vào một nơi mềm mại.
Một làn hương dịu nhẹ thoáng qua, sự mềm mại bất ngờ khiến cho hắn hơi quay cuồng. Nghiêng đầu thì thấy đôi mắt trong sáng đang nhìn hắn, còn thân thể hắn đang dựa lên cơ thể mềm mại của nàng. Đường Tâm Liên không hề né tránh ánh nhìn của Lâm Động, gương mặt tinh tế của nàng hiện lên nụ cười. Sự dịu dàng này rất hiếm gặp ở người vốn là mạnh mẽ như nàng. Đường Tâm Liên đỡ hắn ngồi lên, còn nàng thì lửa ngồi lửa quỳ bên cạnh, ngẩng nhìn bầu trời xanh nam. Sự tĩnh lặng giống như là vừa trải qua trận sát phạt kinh thiên. Đa tạ. Đường Tâm Liên nghiêng đầu nhìn Lâm Động cười. Nàng biết Mala đã bỏ bao tâm huyết để cho kế hoạch lần này như vậy. Nếu Lâm Động mà thất bại, mọi thứ đều đổ xuống sông Dũng Bể. Đồng thời danh tiếng Viêm Thần Điện cũng rất sẽ bị đả kích không nhẹ. Đã tới nước này, muốn rút lui là không thể. Lâm Động cười khổ, nhìn bàn tay bé bét máu, nụ cười càng thêm bất lực. Lâu lắm rồi mới ác liệt thế này. Kế một bàn tay thon nhỏ đưa ra nắm tay hắn, rồi lấy trong lòng một cái chiếc khăn lụa mềm lau lau vết máu cho hắn. Lâm Động có phần kinh ngạc, bàn tay đó có cảm giác mát lạnh như chạm vào ngọc, cảm giác rất tuyệt. Nhưng Lâm Động lại thấy da đầu tê dại vì hắn nghe thấy trong thành có tiếng ồ và những ánh mắt nhìn sắc lạnh chiếu về phía hắn. Muốn hại chết ta sao? Lâm Động có phần bối rối, chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn được một nữ tử xinh đẹp đối xử thế này. Hơn nữa quan trọng hơn, thân phận Đường Tâm Liên ở Viêm Thần Điện không đơn giản. Không biết bao người ái mộ làng, mà hiện giờ hắn được đối xử như thế, lẽ nào không gây thù hận? Vì thế phản ứng đầu tiên của hắn là thu tay lại. Nhưng hắn lại quên trạng thái hiện giờ căn bản không phải là đối thủ của Đường Tâm Liên, rút mãi không được. Nữ nhân như ta còn không sợ, người sợ cái gì? Đường Tâm Liên không nhìn Lâm Động, bình thản nói, rồi cẩn thận nào máu trên tay của Lâm Động. Nơi này gần như là tâm điểm chú ý của tòa thành. Hành động mang tính chấn động của Đường Tâm Liên nhanh chóng gây lên cái làn sóng xôn xao trong thành. Gần như không một ai không biết tới Hỏa Tiên Tử của Viêm Thần Điện. Thực lực nàng có thể sánh ngang với vẻ đẹp của nàng. Từ mức độ nào đó mà nói, thì nàng có thể được coi như nữ thần mà mọi thanh niên tuấn kiệt mơ ước có được. Chỉ là nữ nhân này bình thường quá mạnh mẽ, thực lực và khí phách không hề thua kém nam nhân, khiến không ít người phải lùi bước. Nhưng nữ nhân này nắm trong tay gần như là trăm tình bình Viêm Thần Điện, lại là quỳ bên cạnh một nam nhân không sợ bật mà lau máu cho hắn. Vì cảnh tượng đó mà tính công kích khá lớn. Rất nhanh có người lên tiếng, trong đó không che giấu được sự ngưỡng mộ. Nhận ra diễm phúc đó, có khổ lửa cũng đáng. Bên ngoài hố, Châu Trạch nhìn thấy vậy, ánh mắt tối lại rồi nhún vai. Sau khi lau sạch tay của Lâm Động, Đường Tâm Liên rút tay ra không có chuyện gì. Là nhìn Lâm Động nói, chỉ là cảm ơn chuyện hôm nay, người đừng nghĩ nhiều. Rồi đang quay mặt đi, gương mặt bình tĩnh, dường như việc vừa rồi làm chẳng là gì. Chỉ có điều Lâm Động là người có nhãn lực, khi Đường Tâm Liên thu tay về, cảm nhận được nàng hơi run nhẹ. Rõ ràng lòng nữ nhân này không hề phẳng lặng như bên ngoài. Dù nhận ra điều đó nhưng Lâm Động không nói gì, bối rối gật đầu quay sang nhìn hai người bọn hỏa thần. Chúng vẫn chưa chết. Lâm Động lập tức nhìn gương mặt của Đường Tâm Liên lạnh như băng, hoàng thường hiện ra trong tay. Vậy thì giết chúng đi. Đường Tâm Liên đứng dậy, vừa rồi nàng còn rất dịu dàng, nhưng lập tức trở lại với hình tượng Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử lạnh lùng quyết đoán. Sát ý lạnh lùng khiến cho mắt Lâm Động co giật. Đường Tâm Liên trước này hành sự luôn là nhanh chóng gọn gàng, nàng lập tức bước tới, trường thương trong tay vẽ lên một cái tia sáng lạnh lùng, không chút lương tình đâm thẳng xuống đỉnh đầu hai kẻ kia. Ầm. Thế nhưng mà khi trường thương sắp đâm xuống thì một cái vòng hắc quang bỗng bùng nổ từ cơ thể chúng, kèm một tiếng chặn đứng trường thương. Biến cố này khiến cho Đường Tâm Liên bất ngờ, nhưng mà không hề, ngược lại nàng ngẩng lên bầu trời nói, cuối cùng cũng hiện thân rồi sao? Lâm Động ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời xanh lam bỗng hiện ra một cái khe hở đèn khổng lồ, mà khí đáng sợ tràn ra từ bên trong.